What? Cái gì mà trời ơi trời, đi ăn đám cưới hả? Lộng lẫy vậy trời, nói này đẹp quá trời nè. Thương ghê không? Làm mấy việc nặng nhọc không á chứ? Theo thua mấy giá. Ok, công dung ngôn hành, ok. Đã bày cho tôi đón con cái đầu chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây bằng lần lần này rồi. Nhỏ này mà để tóc dài ra ha, cái để ra hai bên đàng hoàng, trang điểm lên cũng đẹp lắm á. Cười 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có Samsung anh em xem muộn ngay, selfie mỏi tay. What? Cái gì mà trời ơi trời, đi ăn đám cưới hả? Lộng lẫy vậy trời, làm make up hay gì? Làm tóc tai mặt mày quá đã, đẹp quá mà đẹp. Nhưng mà xưa giờ có theo diễn hay cái gì không, có làm hài gì không mà sao tự nhiên bữa nay dạ tới không. Đây tụi em đam mê thôi chứ tụi em chưa có từng đi diễn ở đâu hết. Nhỏ này đẹp quá trời nè. Hello teacher của tất cả mọi người. Teacher, ok, hello teacher. À, hình thức là đẹp lắm rồi đó, lát ráng ra diễn gì dễ thương nha. Có mời anh Nguyễn Huy xuống diễn chung không? Hứa tôi nha, không có la, không có chửi nhau gì, nhẹ nhàng chửi, có chửi nếu mà trong tình huống có chửi thì phải chửi chứ lịch sự dễ thương nha. Dạ. Dạ. Bộ đồ đang thiện cảm lắm đó nha. Dạ. Dạ. Rồi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Hoa hậu xin mời các người đẹp. Sao có ba đứa em vậy? Dù gái hay trai, chỉ nhiêu là đủ. Mời em thí sinh đầu tiên. Giới thiệu đi em. Dạ, thật sự tên em rất là con gái luôn. Em tên gì? Em tên Nữ. Wow, để anh đoán thử nha. Tiểu Nữ, Tiện Nữ, Tiểu Tiện Nữ. Vậy em tên gì em nói luôn đi. Dạ, gái trời là Nữ. Vậy em là con trai. Không không không, tụi nó. Ôi ê, nếu em đạt ngôi vị cao nhất của chương trình em sẽ làm gì? Dạ em sẽ dùng tiếng nói của mình để giải cứu thế giới. Nơi nào có cửa sổ, nơi đó có bóng. Bóng chị, bóng em, bóng dáng tụi em. Hai triệu ạ. Một số tiền giao lưu nhẹ. Không phải giao lưu. Không hiểu vì sao hả? Cười là tại vì nó làm gì vậy trời. Xin lỗi tụi em, mấy bà làm cái gì vậy? Tại vì cái luật chương trình là cười là trúng tiền mà, đây tôi cười không phải là vì tụi em làm vui mà tôi cười, tôi không hiểu tụi em làm cái gì á, mà tôi không nghĩ là tụi em dám làm những cái chuyện vừa rồi đó. Thi năm ngoái rồi phải không? Dạ không, lần đầu tiên luôn á. Rồi sao quen vậy, gặp đâu rồi? Đó giờ em chưa gặp anh ngoài đời. Đừng có xạo, mấy người này thí sinh của một cái chương trình gì đó gặp rồi nè. Dạ không, có. Đừng có xạo, tôi không tin. Tôi là lần đầu tiên em đi thi luôn á. Rồi, ok không sao. Rồi, ok. Chỉ có cái là đánh phấn hơi trắng ha. À, nãy chị kia đi giọng hơi nhiều xíu. Đừng có xạo, mấy người xin thêm nè. Dạ không, đánh sơ sơ rồi anh ơi. Sơ, trời ơi. Quýnh cỡ này mà sơ sơ quýnh kỹ nó cỡ nào. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em là mai giá thiêu thùa, với Tết thì phụ mẹ trồng hoa. Trời ơi thương ghê không, làm mấy việc nặng nhọc không á chứ? Thiêu thùa mai giá. Ok, công dung ngôn hành, ok. Là ông mê tụi tôi không đi thi hay là ông mê nó không đi thi? Dạ, mê hai anh. Trời ơi nói dối mình biết liền. Chắc lẽ gặp anh mấy mùa trước rồi đó mà, tại vì... Chuyện gì vậy bé? Dạ tại vì tổ quốc gọi tên em. Nên em bỏ tròn 2 dạ, năm đúng không? 3 năm luôn, cái mùa mà anh Ngô Kiến Huy á. Tại vì em rất là đắm đuối ảnh. Những ngày trong quân ngũ đã làm em mạnh mẽ lên chưa? Dạ chưa được luôn. Tại vì chồng, vợ chồng đi. Vợ chồng em làm gì nè? Đi dạy múa. Dạy múa. Lính người ta đang học bắn súng, bò trường leo núi mày vô mày dạy múa. Dạ không, em bắn súng được điểm 10 đàng hoàng luôn. Xong cái đó dạy múa là em bắn súng hay là em bắn súng bắn súng hay là để súng bắn súng chọn lưu đạn luôn.
Em có chọn lựu đạn đó, lựu đạn thiệt anh. Cầm hai trái bên đây nè, chạy. Thấy cây súng là nhào vô bắn liền hả? À? Không có. Ta chỉ cái mình nòng gì nè, cái mình... Em là dạng lên nòng rồi thôi chứ. Chiến sĩ mới cũng học múa nữa. Có múa đạn thi. Thi, thí dụ thi múa sao? Thí dụ đi, thí dụ mình ra múa anh coi coi. Thử đi, thử đi. Thì thí dụ coi. Múa dân vũ anh. Ta thử coi nè, 2, 3. Khoan, khoan, khoan. Một hai động tác thôi, làm một cái tổ hợp thôi. 2, 3, vô. Có hát không? Được à, luôn. Ờ, à, có hát luôn hả? Thì múa, múa không có nhạc xong, thì không có nhạc. Ok, ok, hát đi. Thành bơm có cái trong đèn. Khen ai khéo vô, ô mấy bông mà đèn bông, ô mấy bông mà đèn bông. Khoan, khoan, là đàn ông đóng múa gì không hả? À? Đó, dạ, múa gì nè. Cái bắt đầu. Múa xong cái bắt đầu cái mấy người chụm lên làm vậy. Nó lâu chứ lâu quá em. Sao mà dạy hư chiến sĩ hết trơn vậy? Thầy đang làm gì không? Thằng bơm nè. Thằng bơm mà ôm bông mà nem bơm. Chiến sĩ nào múa em, hay á. Em là người dạy múa thì nó phải đi, nó phải dẻo. Còn mấy người kia thì người ta, ta cứng thí dụ, hơn. Tao thí dụ đi, ở trong ta múa sao? Sau khi em dạy rồi người ta múa cứng hơn thì ta múa sao? Em cứng không được. Em thử chỉ liền cái bạn này múa giùm anh liền coi. Múa đi mày. Múa múa cho anh coi đi cưng. Thằng bơm có cái trong cơm. Khen ai khéo. Nó làm không được đâu, nó không biết múa đâu. Nhỏ này em có năng khiếu. Thật. Rồi Thí, 60 giây bắt đầu. Bài ba. Ở ngoài kia trên bầu trời mưa, trời âm u, những tia nắng chói chang kéo qua ô cửa sổ, những hạt mưa lất phất bay. Trên cành cây có con chim đang hót. Dưới hàng cây xanh có một bà lão. Bà kêu gào thảm thiết, tay bà run. Bà tội nghiệp lắm ba. Ba có thể nào cho con ít tiền mang ra cho bà lão không? Ba của con thật là có lòng nhân ái. Ba con của ba nữa, ba của cảm con. Ơn trời Phật đã ban cho tôi đứa con có đạo đức và lòng thương. Cảm ơn hai bạn, được 2 triệu. Biết sao cười không? Không. Nó đang diễn. Ông Trường Giang, ông ghé lỗ tai tôi, ông nói. Cái thoại là ba của con mà nó nói con của ba. Cố tình, cố tình. Không biết, em biết nãy tập nó là cái kia mà nó nói lộn á. Nhưng mà ý là lộn không mắc cười. Nhưng mà anh nói ra cái tiếng thanh cười. Em hiểu không? Người ta diễn viên hài, người ta nói tôi cười. Còn em nói rất quớt à, tôi không mắc cười em. Nghĩa đang ngồi tập trung coi đúng không? Ba của con mà nó con của ba. Chán nản thiệt. Nhỏ này mà để tóc dài ra, cái để ra hai bên đàng hoàng, trang điểm lên cũng đẹp lắm á. Dạ có chứ, nhưng mà em cắt rồi. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước em đi nhộm á. Hư tóc à? Dạ. Không bao giờ làm chuyện đó. Đã đàn ông là mau rụng tóc, dễ hói. Cái đó là cơ địa của một người đàn ông bình thường. Không, không, không. Đúng là vậy. Nhưng mà... Phải không? Đừng nhộm. Dạ. Rồi lần này trở lại có chuẩn bị cái gì chưa? Dạ có chứ, chuẩn bị kỹ hơn chuyến rồi. Nha. Kỹ hơn chuyến rồi. Chỉ hơn chuyến rồi là thấy mất mái tóc rồi đó. Chuyến rồi về, tại trên lớp nói gì không? Dạ có chứ, nó vô nó é hoài, nó không nói gì hết trơn. Bữa é sao đâu. Thôi đó. Rồi, thi nào. Dạ. Cho em chuẩn bị đồ cụ. Dạ, vòng này em nhờ anh Ngô Kiến Huy xuống phụ diễn tụi em. Em ơi. Em, lên đây. Gì dưới này đắc địa lắm. Hay đừng nhờ bấm nhầm. Em ơi, nút xanh lá cây là bắt đầu nha. Nút đỏ là thắng. Này là xong. Mấy bạn phụ diễn diễn từ tốn ôn hòa nha. Không có lên té đùng đùng chửi ầm ầm đâu nha. Thí, có giao ước không dùng những hành động làm tổn hại thân thể của mình yêu. Là, ai làm gì em đâu, coi đây. Em bị quýnh mà bị đập. Vậy rồi em bắt đầu. Ê Hoa, anh làm gì không? Anh cần phải nói gì không? Hay là anh chỉ ngồi thôi? Dạ anh chỉ ngồi okay, im thôi, anh đừng có động đậy nhích gì hết. 3, 2, 1. Tự nhiên quy hẹn đây làm cái gì vậy? Anh Quý, làm gì đây vậy? Còn cái người này
trước tới giờ anh giả vờ yêu với em đúng không? Anh Quy, anh không nhớ ngày nào em với anh cũng 60 giây bắt đầu hết hả? Trời ơi, bắt đầu tới nỗi mà ngày nào em cũng chuyện thế y hết. Mà bây giờ em tức quá, em phải hùng mình hai cái. Quy, vé số đây, vé số, vé số đây nha. Quân đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng rồi đây, bắt đầu là rồi. Thôi thôi, thôi thôi, anh cười rồi. Trời ơi, trời ơi. Anh giúp em mà. Trời ơi, nó chuẩn bị kỹ lắm mẹ. Chưa, còn nữa. Còn nữa. Em hung thiệt luôn á, em hung thiệt luôn, thích dễ sợ luôn. Cho em diễn cái cuối luôn được không? Cho em diễn diễn hết luôn á, cho diễn còn anh này chưa được diễn á, buồn. Diễn tặng. Dạ, diễn tặng. Em đam mê nghệ thuật. Đó, vô. Số đề, số đề. Anh Huy, em mới đi làm hồ về, em hôi lắm, em đi tắm đây. Nhỏ ra gậy đó. Hên này, hên, hên. Chết thằng em tôi thiệt á. Mùa này em không còn trong trắng nữa, em không có tư cách để nói chuyện. Nắc bánh. Ai cũng đè hôn hai cái má của tôi. Rồi, không nói trước gì hết chưa hết trội. Rồi, vòng 2. Vòng 3. Thì bị hôn bị xả là quê. Không mấy cái mà sẵn rồi hả? Hơi sang chấn, hơi sang chấn. Về lại. Vòng 2, sẵn sàng. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Chị không sao, ác mộng thôi chưa chị ơi. Chiến thắng vang dội, thắng của chúng rồi đây, bắt đầu lên rồi. Chúc mừng các bạn vượt qua vòng 2. Dễ thương, dễ thương thiệt. Nó tán rất mạnh. Chị không sao, ác mộng thôi chưa chị ơi.